Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game tuyệt kiếm H5 ha. Tuyệt kiếm truyền kỳ H5, cái kiểu con đà điểu. Và đây là một con game Health hay là cày cuốc khá là lâu dài đó các bạn. Thì em nó hiện tại là... Ủa, con boss. Chúng ta còn một kiểu lần hả? Con boss nó mới... Ôi dồi ôi, thôi. Đâu thử rồi. Mà không thử. Thử để cổ vũ nó coi. Bây giờ có đam gấp đôi đi nữa thì... Để coi. Cố lên. Ôi dồi ôi, nó không mất được một nữa. Một ống máu nữa thì... Cái nữa đây. Rồi, cổ vũ tiếp hả? 150% là hết rồi các bạn. Rồi, không ăn được rồi. Được không? Heo đang đi farm boss để mà cho nó rớp đồ á. Nhưng mà heo thấy là chắc không ăn thua rồi các bạn ơi. Ê, ok. Ta đến thông tin server luôn nha. Dạo này cái Facebook á, nó cập nhật cái phiên bản mới á. Nên là ta coi đỡ vậy ha. Chứ bên kia thì nó dài quá, kéo qua kéo lại. Để vậy mà nó không có vô được cái khuôn các bạn. Đây, tuyệt kiếm H5 phiên bản update mới nhất ra mắt server tuyệt kiếm 34. Đã ra được 34 server rồi nha các bạn, cày cuốc khá là lâu dài đấy. Up ban 11 giờ ngày 23 tháng 3 2023, chơi ngay tại tuyệt kiếm chấp phân ha. Rồi, fit code gồm có 3 code nè. Nó còn dài qua đây nữa, nhưng mà tới đây nó bị đứt rồi. Nó dài quá. Rồi, đây link nạp game tuyệt kiếm chấm hình UR vậy nè. Đăng nhập tặng ngay VIP 10 S VIP 7 370.000 kim nguyên bảo tặng thời trang SSR qua VIP. Tặng vũ khí SSR qua VIP. Tặng cánh SSR qua VIP. Nhập VIP có tân hữu tặng 200.000 kim nguyên bảo. Thời gian thăng cấp hạch nhân 999. Tiên vật thăng cấp hạch nhân 999. Thần binh thăng cấp hạch nhân 999. Xin gì? Tặng full set đồ đỏ xích tiêu S VIP. Event live xe phần quà là 99.999 kim nguyên bảo ha. Hạt này là heo cũng cấm được khá lâu rồi các bạn. Hạt này thì chơi chai thôi nha, chứ không có mua nạp gì ha. Kim nguyên bảo còn nhóc và lực chiến cũng chỉ có 120.000 rồi các bạn. Trong khi đó vô các bạn xếp hạng nè. Ôi rồi ôi, nhìn mấy anh top kìa. Đó, đây là 2, 4, 6, 8, 10, 55 tỷ. Mấy anh top từ đó. Hâm mộ quá. Không biết sao mà mấy ảnh lên được nhiều vậy luôn. Ok, đây là thôi bây giờ chúng ta qua server mới đi ha, để nhập code cái kiểu server mới. Đây, vô 33 đi. Mày 34 chưa có open nữa. Vô nè. Game này thì như anh em cũng đã biết rồi đó, chơi được trên tất cả mọi nền tảng ha. Android, iOS, PC, đồ, iPad, iPad, đồ hả? iBook, gì, MacBook, MacBear gì, hình như cũng chơi được luôn. Nói chung là lên trình duyệt coi YouTube được thì game này cũng chơi được ha. Mà hay thiệt chứ. Ngày xưa chơi game PC đồ anh em còn nhớ không? Gọi là gì, chơi game web đồ á. Con này thì nó không có như mấy game đó là phải cài login, logger gì, nghe nói không có bảo mật gì á. Là giờ nó khai tử con đó rồi. Giờ nó chuyển sang nó xài mấy game H5. Mà H5 này thì được cái là chúng ta có thể chơi được trên điện thoại ha, mobi ha, tắt đi vòng vòng là ok la luôn. Quá đẹp. Rồi, cho nó chạy đi ha, chạy thoải mái. Giờ đầu vô thì chúng ta được nhận S VIP 7 nè. Nhận quà S VIP 7 cho lên lực chiến ha. Đây đang có 35.000 lực chiến thôi. Nhận hết cái đống này
Rồi đây, ớt VIP nè, đó, ớt VIP 2 nè, ớt VIP 3 thì được Trân Châu nè, ớt VIP 4 thì được Pháp Trận nè ha, lực chiến là 360.000, cộng vô thêm, đó. Ok, rồi cánh, cánh ở đây là 800.000 lực chiến, nhưng mà cộng vô luôn, đó, 800. Rồi ở đây, thần binh, đó, 1.500.000 lực chiến, đó, 3.500.000 mấy đúng không, đây, skin thời trang ha. Đó, 1.500.000 cộng vô luôn. Dư luôn, 1.000.000 luôn. Quá đã, ok, ok. Rồi đá các kiểu con đà điểu nè ha. Rồi tới đây thì chúng ta đã nhập code được rồi các bạn à. Nên là nhập thôi. Hẹn ngùng gì nữa. Đó, đánh boss rớt đồ đang bị nữa nè. Ok. Đây, code thì đây, mở cái này ra rồi thì nhập code được rồi. Nào, đó, kim nguyên bảo rồi rương trang bị nè ha. Đây là trang bị bậc 5 ha. À, 2 sao, trang bị đỏ bậc 5 2 sao. 8 món lận nhưng mà tí thì chúng ta nhập sao? Bây giờ. Đây. Ok. Ủa. Ủa, quên. Nào, đó, hợp lý liền. Trời ơi, đá thăng cấp nè ha. Rồi rương đá bậc 10 nè ha. Ok. Đây nữa. Ngoài ra thì game mỗi ngày đều có code nha các bạn. Đúng rồi, code ngày. Rồi, đây code ngày nè hả? Code ngày mới up 3 giờ trước. Lụm luôn. Đó, 20.000 kim nguyên bảo nhét vô túi liền. Quá đã. Quá đã người ơi. Lụm liền. Hùng gì nữa, đó, lụm luôn. Rồi hoạt động, trời ơi đây có trang bị 6 nữa nè, lụm luôn. Ok, chạy ải lên tới ải 10 là bấm được auto rồi. Gán đi. Ở đây có boss nè. Đánh rảnh đi đánh boss các bạn, phải kiếm thêm trang bị các bạn. Mà mấy boss này cùi bắp quá à. Lên cao ngao à, đánh mấy con kia đồ bậc cao hơn là lực chiến ngon hơn chứ. Không biết sao mấy ông kia lực chiến lên cao thiệt luôn á. 55 tỷ. Trời. Em tưởng đâu là ít thôi. Ai ngờ đâu ra mà 55 tỷ. Ôi, chắc là mình tại mình chưa có chơi sâu vào mấy game này chứ. Khá là thơm đấy. Lợi heo đi chơi chủ yếu thì giống y như là gọi là chơi vui vậy đó các bạn. Chơi giải trí thôi chứ mình không có đặt nặng có vấn đề là lên top đánh bó bản đồ hay đua top đồ cái kiểu. Ở đây có quà 7 ngày nè ha. Đó, điểm danh 7 ngày nhận được một bộ skin ha. Ngoài ra 14 ngày nữa có như là trang bị gì đó. 2SR lần, nói chung là cũng khá là thơm. Còn này là online hàng ngày nè. Quà online 40, 50 gì nè, tùm lum hết. Đại lễ là cái gì ta? À, nhân vật chính đạt tới đẳng cấp là lụm tiền á. À, đây lực chiến nữa nè. Đó. Tuy là không nhiều nhưng cũng đủ xài các bạn ha. Đây, tới ải 7 rồi nè ha. Đó. Lụm liền. Đó. Giờ vô đánh tháp đúng không ta? À, không, đi nâng cấp. Đang mấy cái viên mà để nâng thăng cấp này nọ thì sao mua ta? Như là chưa mở mấy cái tính năng đó. Đang thăng cấp cánh đồ á. Làm đâu mất tiêu rồi. Đâu ta? Hay là trong này? Né ra coi bữa ơi nè. À level ải 70 mới mở ra được mấy cái đó. Ôi rồi ôi, ok. Xong cái này vô đánh con boss này để lấy cái đó, lên lụm con này nè. Đó, có trang bị gì ngon không? Bậc 3 mở luôn. Nói chung thì đồ cũng được. Bậc 4 nè, còn nhiều boss lắm, lên trên còn nhiều lắm. Mà lên trên thì chúng ta cũng đánh không đổi. À, ngon. Đó,
Thì game là thuộc dạng cày cuốc lâu dài ha. Anh em nào có chơi thì có thể bấm vào link ở dưới phần mô tả để chơi luôn ha. Game chơi không cần cài đặt, không tốn dung lượng của bộ nhớ ha. Hít thì vào chơi thôi các bạn. Rồi, ok, bây giờ Heo để đây và cho nó chen quán ha. Anh em nào có chơi thì kéo xuống bình luận ha, có lên dưới luôn, fanpage đồ đầy đủ. Đó, giờ thì để đây tự cho nó chạy thôi các bạn. Nó chạy nào nó hết chạy nổi thì vô nâng đầu lên cho nó chạy tiếp. Đó, ok, thôi, bye bye.